Nhờ nhân duyên đây nên được thoát cõi bàng sanh, sanh lên trời hoặc sanh trong loài người, gặp được Đức Như Lai ứng chánh đẳng giác, nghe thuyết chánh pháp, tu hành đúng lý, dần dần nương vào tam thừa mà được giải thoát. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát hay vì thế gian mà làm việc khó làm, nhiều lợi ích, nghĩa là vì lợi ích an vui cho các hữu tình, đại Bồ Tát tự phát tâm vô thượng đại Bồ Đề, cũng khiến người phát, tự hành các loại chánh hạnh đúng lý, cũng khiến người hành thoát khổ sanh tử được vui niết bàn. Lại nữa, thiện hiện bằng Phật nhãn ta quán hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, thấy có đại Bồ Tát vì muốn lợi ích các loài hữu tình trong cõi quỷ đói, nên nguyện đến cõi kia phương tiện dứt trừ các khổ đói khác. Chúng quỷ đói kia đã dứt các khổ nên rất mến kính xấu hổ đối với Bồ Tát. Lại vì chúng quỷ đại Bồ Tát này tuyên nói pháp yếu xa lìa san tham, khiến cho họ nghe rồi khởi tâm thí xả, nhờ căn lành đây nên thoát khỏi cõi quỷ đói, được sanh lên trời hoặc sanh trong loài người, gặp được Đức Như Lai gần gũi cúng dường, nghe thuyết chánh pháp, lần hồi tu hành chánh hạnh của tam thừa cho đến được vào vô sư niết bàn. Như vậy thiện hiện, các đại Bồ Tát đối với các loài hữu tình an trụ đại bi, phát khởi vô biên phương tiện khéo léo, cứu vớt khiến cho nhập vào niết bàn tam thừa. Lại nữa, thiện hiện, bằng Phật nhãn, ta quán hằng hà sa số thế giới chư Phật khắp mười phương, thấy có đại Bồ Tát phương tiện khéo léo, hoặc vì trời bốn đại vương chúng mà tuyên nói chánh pháp, cho đến hoặc vì trời tha hóa tự tại mà tuyên nói chánh pháp, các chúng trời kia ở chỗ Bồ Tát, nghe chánh pháp rồi lần hồi nương vào tam thừa, siêng tu chánh hạnh, tùy thích chứng nhập niết bàn rốt ráo.